Chào mọi người nha. Hôm nay mình mời mọi người đi dắp một vòng thành phố cho đất của mình nha mọi người. Trong những ngày mà giãn cách xã hội nha mọi người. Mời mọi người đi theo mình nha. Như nếu mà không dịch là như đèn xanh đang đỡ cái chỗ này là đông xèo xèo luôn, nhưng mà bây giờ thấy rồi, không có đâu có ai đi ra đường đâu được đâu mọi người, thì nó xe không có xe luôn, nó giờ này là 5 giây rồi đó, 2 giây rồi đó, hết luôn rồi, chỉ được có 3-4 chiếc là mình quẹo phải luôn nha mọi người. Có một vài chiếc xe là đi mua đồ ăn thôi, nói chung là chỉ còn có xe chở đồ ăn đồ đi mua đồ ăn rồi đó mọi người, chứ còn lấy xe mà không có còn ai đi xe, như xe mà ấy đó là không có nữa. Phía trước mình là cái xe đó chở dưa leo của mọi người. Cây đó là cây bồ đề cho đốc đó mọi người đó. Cây đó là cây bồ đề đó, đó. Nhưng mà cái cây này không nhỏ hơn cây bên đây lớn hơn nha mọi người, cây bên đây lớn hơn. Còn này là bưu điện của thành phố cho đốc nè mọi người đó, bưu điện thành phố cho đốc. Cái cây bồ đề này là bự nhất mọi người, nói nếu mà mình nói châu đốc mà nói cây bồ đề là người ta biết hết. Bây giờ mình với lại là nói bưu điện với lại là cây bồ đề châu đốc là người ta biết hết. Còn bên đây là cái đình, đình nha mọi người, chỗ này là cái đình. Đó, đình Châu Phú đó mọi người đó. Cái này thì đang công trình đang làm đó mọi người, làm lại mới đó. Rồi mọi người đi theo mình nữa nha. Đó, đó trước mình đó, đúng giờ như con đường này nè là đông dữ lắm, mà cái khu công viên này rất sáng hả, đông ì xèo luôn, mà bây giờ không còn ai chơi chống le luôn. Nó cũng cái này là khu công viên của thành phố Châu Đốc mình đó mọi người nè, nghe mình bắt đầu mình ngừng đèn xanh đèn đỏ nè nghe đó, mình ngừng xa đó nghe, giờ này là bắt đầu ngừng 30 giây luôn á, không biết mọi người thấy không, ngừng cũng 30 giây luôn coi con, không có xe luôn. Bữa nay là công viên.
nó cái hàng chữ đó thành phố Châu Đốc cho mọi người. Còn bên đây là tượng đài cá Ba Sa, nó tượng đài cá Ba Sa đó mọi người. Siêu thị của thành phố Châu Đốc mình đó mọi người, đó, siêu thị đó. Nhưng mà cũng không có ai nữa trơn mọi người, chỉ có còn mấy anh nhân viên không à, không có ai trơn. Đi nữa nha mọi người. Trước mình là qua phà đó mọi người, phà Châu Giang ở đây nè mọi người, đó đây là phà Châu Giang. Dẫn khách đó. Cái giấc này là giấc 7 giờ sáng đó mọi người. 7 giờ sáng nó còn giấc như là không có ai luôn. Chắc này thì túi búa ra mua đồ ăn rồi này kia chút vậy rồi rồi vậy đó. Mình ngừng đèn xanh đèn đỏ này nha mọi người. Nếu mà như mấy đợt dịch này mạnh hơn mấy đợt dịch trước, như là đợt mấy đợt dịch trước là cỡ khoảng hai cỡ hơn 100 chiếc xe ngừng lại, mà như đợt này là chỉ còn được cỡ khoảng 5 chiếc. Nó là ngừng đèn đỏ, đèn đỏ cái chỗ này là phố đầu tiên nước của thành phố Châu Đốc mình luôn. Đi nữa nha mọi người.
tới một cây đèn xanh đèn đỏ nữa nha mọi người. Đèn xanh đèn đỏ này là ngay ngã ba đó. Để mình ngay đèn đỏ, ngay đèn xanh đèn đỏ ngay ngã ba nha mọi người. Cái này đã được chắc có cái rửa này hơi ngã ba này hơi đông, kha hơi đông người, nhưng mà xe chở đồ là nhiều đó nó, với lại thằng anh đang chỗ này nó rồi đi nha mọi người, đèn xanh này đi mọi người ơi. Cái này là tổng cái cổng chào cho đốc của mình đó mọi người, nhưng mà cái này là cái mặt sau của cái cổng chào cho đốc mình đó mọi người. Nhờ video của mình xin kết thúc ở đây, mọi người thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới nha mọi người. Cảm ơn mọi người.